Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về được một em siêu phẩm LED Delta 75. Thì đây là dòng âm ly được anh em chơi audio đánh giá cực kỳ cao luôn nha quý vị. Thì em này về đường máy bay và còn luôn cả catalog đây ha. Thì trong tình trạng là đẹp xuất sắc nha quý vị. Thì vỏ gỗ zin theo máy. Thì đương nhiên nó sẽ có những cái vết trầy như thế này quý vị, phải có rồi ha. Này thì quý vị nếu mà muốn xịt ba thì em sẽ xịt ba, em sẽ đánh gạt ni là cho nó bóng quý vị. Vì vỏ này là vỏ gỗ lạng ha, vỏ gỗ lạng quý vị. Rồi thì em này đây, thì chúng ta sẽ quan sát cái mặt trước nha quý vị. Thì em nó trong tình trạng là quá tuyệt vời quý vị ơi, quá tuyệt vời, thật sự là xuất sắc luôn, đúng chất. Thì anh em nào mà cần tìm con này thì không chơi con này thì chơi con nào nữa quý vị. Đó. Em này thì đánh 4 sò sắt RCA 5 phía trong quý vị. Mới tinh luôn quý vị, nhìn ở dưới nó cũng 7 màu luôn nè ha. Đó, và phần miếng nhôm này nó còn trắng phiếu luôn ha, cực kỳ luôn. Sự là không chê chỗ nào được quý vị. Đó, phần chui thì còn chui zin của châu Âu ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo ruột gan cho quý vị và các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng nha. Rồi em sẽ tháo này quý vị. Bây giờ em sẽ để điện thoại xuống, em rút nó ra. Rồi mời quý vị và các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong của em nó nha quý vị. Thì quý vị nhìn thấy ha, em này thì xuất âm tụ đánh 4 sò sắt nằm phía sau nha quý vị. 4 sò sắt này thì phải gỡ một cái nắp nhôm cộng thêm một cái nắp nhựa bên trong đó quý vị nha. Đó, nó hơi gườm ra. Thì bên trong quý vị thấy các linh kiện nè, mặc dù là cũng khá lâu rồi, 50-60 năm rồi, nhưng mà nó còn khá đẹp quý vị, rất đẹp luôn ha. À, thì quý vị thấy hai cái tụ xuất âm đa ly à, cực chất luôn quý vị ơi, phải nói là hai tụ nhôm cực chất luôn. Nó sẽ có đời tụ xanh đúng quý vị nha, mà đời tụ nhôm này thì anh em sẽ chơi thích hơn đó, âm sắc nó sẽ tuyệt vời hơn đó. Quá chất quý vị, quá còn quá quá đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ xem bên dưới nó như thế nào quý vị. Đây, này quá tuyệt vời luôn quý vị ơi, nhìn nè, nhìn chỗ tăng phô nó đẹp nè, chỗ các cái linh kiện tụ mạch nguyên bản quá đẹp. Đó. Rồi thì đây là phần sexy của nó quý vị, nó còn 7 màu luôn á. Nó có hơi rơm rơm tí xíu, phải chịu thôi quý vị nha. Dòng này nói chung 7 màu vậy là quá đẹp rồi. Đó, nè quý vị nhìn sexy bên trong đó nè. Đó, bên trong nè. Bên trong nó 7 màu nè. Đó, nè mấy chỗ sexy nè quý vị nhìn nè ha. Đó, mấy chỗ này. Đó, ruột gan như vậy thì thật sự là không thể chơi được quý vị ơi. Không thể chơi được đâu. Đó, quá đẹp rồi. Đó, 7 màu hết ha. Rồi, thì em này có cái mức giá cũng rất là tốt đối với quý vị và các bạn sở hữu luôn. Thì mức giá em này là 9.200.000 để quý vị và các bạn sở hữu nha. Đó, em bao ship toàn quốc cho quý vị nếu chuyển khoản đủ nha, còn COD thì không bao ship. Đó, em thấy trên thị trường thì anh em bán toàn 10-11 triệu với những con hàng đẹp như thế này. Quá tuyệt vời ha. Tất cả chức năng là hoàn hảo nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.